trở thành tâm điểm của thị trường tài chính Việt Nam trong thời gian gần đây. Giá vàng tiếp tục nóng bỏng tay khi phá vỡ kỷ lục mọi thời đại. Và tiếp nối đà tăng thì trong những ngày gần đây, có thời điểm giá vàng đã lên tới gần 85 triệu đồng một lượng. Đây được coi là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay. Trong khi đó, theo quy đổi theo tỷ giá cùng thời điểm tại Vietcombank, vàng thế giới có giá gần 70 triệu đồng một lượng, chưa tính thuế phí. Như vậy, giá vàng trong nước đắt hơn giá vàng thế giới gần 15 triệu đồng một lượng. Để giảm nhiệt thị trường vàng, vào ngày 12 tháng 4, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết sẽ triển khai ngay việc tăng nguồn cung vàng miếng để giảm chênh lệch giá với thế giới. Theo hãng tin Bloomberg, chính phủ Việt Nam đang đối mặt với yêu cầu cấp bách phải ổn định thị trường vàng. Tình trạng giá vàng trong nước cao hơn quốc tế đang tạo điều kiện cho hoạt động buôn lậu, gây biến dạng tỷ giá hối đoái, làm suy yếu tiền tệ và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Tình trạng buôn lậu vàng đang diễn biến phức tạp. Sau đây là một số vụ nổi cộm. Tháng 4 năm 2024, hai người phụ nữ là Nguyễn Thị Minh Phụng và Nguyễn Thị Kim Phượng bị truy tố về hành vi buôn lậu 6 tấn vàng trị giá hơn 8.400 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam. Tháng 1 năm 2024, Công an tỉnh An Giang bắt quả tang hai đối tượng buôn lậu 3kg vàng trị giá hơn 17 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 10 năm 2023, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên 53 năm tù đối với chùm buôn lậu vàng 10 tường trong nhiều vụ vận chuyển vàng và tiền từ Campuchia vào Việt Nam. Buôn lậu vàng có nguyên nhân từ thực tế là giá vàng trong nước đang cao hơn nhiều so với giá vàng thế giới. Tình trạng này gây áp lực lên tiền đồng do những người buôn lậu cần mua đô la Mỹ tại chợ đen để mua vàng, gây khó khăn cho ngân hàng trung ương trong việc kiềm chế lạm phát và ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế, theo tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, một chuyên gia kinh tế. Vào tháng 3 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia đã thúc giục các biện pháp để giải quyết. Vào ngày 10 tháng 4, thì chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương sửa đổi hoặc thay thế Nghị định Quản lý thị trường vàng. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết khoảng cách giá vàng trong nước so với tỷ giá quốc tế phải được thu hẹp để tránh những diễn biến bất lợi. Độc quyền vàng miếng SJC. Nghị định 24 năm 2012 quy định rằng nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, độc quyền xuất khẩu vàng nguyên liệu và độc quyền nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Với cơ chế này, thì Ngân hàng Nhà nước là bên duy nhất được phép sản xuất vàng miếng SJC. Lý do độc quyền được cho là để kiểm soát thị trường vàng, từ đó giúp ổn định giá vàng trong nước, tránh biến động theo thị trường quốc tế, hạn chế rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Việc độc quyền vàng miếng sẽ giúp nhà nước dễ kiểm soát thị trường vàng. Chúng ta sẽ bắt đầu với thương hiệu SJC. Thương hiệu vàng SJC là của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Đây là một công ty hoàn toàn thuộc nhà nước. Từ sau khi có Nghị định 24 năm 2012, thương hiệu vàng miếng SJC được chuyển về Ngân hàng Nhà nước. Việc này giúp Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tốt hơn thị trường vàng trong nước. Việc độc quyền giúp công ty của nhà nước được hưởng lợi nhuận cao từ các hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng miếng. Tuy nhiên, độc quyền đã gây ra nhiều hạn chế. Với việc độc quyền vàng miếng thì giá vàng có thể bị thao túng bởi bên nắm giữ sự độc quyền. Và các nhóm lợi ích có thể tác động tới bên nắm độc quyền theo hướng có lợi cho mình. Việc Ngân hàng Nhà nước độc quyền vàng miếng khiến thị trường vàng thiếu minh bạch. Việc thị trường vàng thiếu minh bạch và có rủi ro thao túng cao sẽ ảnh hưởng tới niềm tin của người tiêu dùng. Đề xuất bãi bỏ độc quyền vàng đã được đưa ra từ nhiều năm qua, nhưng trong những năm gần đây thì đề xuất này được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Tại phiên họp của Hội đồng Tư vấn Chính sách Tiền tệ vào tháng 3 năm 2024, đã có đề xuất chấm dứt độc quyền nhà nước về nhập khẩu vàng và sản xuất vàng miếng. Hội đồng này cho rằng Nghị định 24 năm 2012 đã có 12 năm tuổi, đã đạt được thành công và hoàn thành sứ mệnh của mình. Đề xuất này đã được thảo luận tại các phiên họp của Chính phủ và các cơ quan liên quan. Chính phủ của ông Phạm Minh Chính cũng đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấn chỉnh thị trường vàng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có quyết định chính thức nào về việc bỏ độc quyền vàng miếng. Theo dự báo của các chuyên gia vàng, khoảng cách giữa giá vàng trong nước so với thế giới có thể nới rộng lên 25 đến 30 triệu đồng vào cuối năm nay nếu tiếp tục duy trì độc quyền.
Hiện chúng ta vẫn phải chờ xem chính phủ Việt Nam sẽ đưa ra quyết định như thế nào. Nhưng theo các bạn thì Việt Nam có nên bỏ độc quyền vàng miếng? Mời các bạn để lại bình luận dưới video này nhé. Và các bạn cũng đừng quên bấm nút chuông và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung đặc sắc nhất của BBC News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại!